Có rất nhiều ông chủ tịch với ông tổng đốc có biết bán hàng đâu. Đi bán hàng ăn không nên bát, nói không nên lời. Nhưng mà nhà tổ chức, họ là nhà tổ chức kích điện, bản chất là họ là nhà buôn người, buôn tiền, buôn cơ hội. Đấy. Chủ tịch của một doanh nghiệp, họ làm 3 việc: buôn tiền, buôn người, buôn cơ hội. Còn bạn có mỗi tí hàng hóa, bạn chỉ là người bán hàng chứ không phải là buôn hàng. Buôn là có nhập xuất nhập tồn chi phí, bạn mới chỉ là người bán hàng. Đấy, tôi nhắc như vậy. Cho nên là vất vả là chuyện đương nhiên. Ước mơ muốn tạo lập doanh nghiệp nhưng cảm xúc khi bắt đầu khá oải ạ. Thầy cho em lời khuyên. Bạn oải là đúng. Tôi chia sẻ với bạn là nguyên tắc của khởi nghiệp. Thì trong vòng 3 năm đầu bạn phải làm 150% công sức, sức lực của bạn so với đi làm thuê, thậm chí làm đến 300%. Thì cái việc mà giống như bạn xây nhà cũng vậy. Thì cái việc mà bạn dành thời gian trong cái thời gian xây nhà, bạn vất vả 3 tháng, 6 tháng, thậm chí 3 năm, cái nhà to nó mất 3 năm là chuyện bình thường. Thì bạn mới có cái nhà đẹp bạn ở. Chứ còn bạn kỳ vọng là khởi nghiệp mà nó lại sướng như đi làm thuê, làm gì có cái chuyện đấy. Thì đấy là cái quy luật tự nhiên tất yếu, nó phải là như vậy. Cũng tương tự như bạn bước tầng 1 lên tầng 2 ấy. Thì tất nhiên là đang ở tầng 1 thì nó nhàn hơn, cũng bước lên tầng 2 thì đương nhiên phải bước cầu thang bộ chẳng hạn. Thì đương nhiên là lên đến nơi nó phải thở chứ, đương nhiên nó phải mệt chứ. Còn bạn bảo là làm thế nào em lên tầng 2 mà nó không phải thở tí nào, nó không phải mệt tí nào, thì cái chuyện đấy nó không xảy ra, trừ có thang máy, đúng không? Và cuộc đời thì không có thang máy. Rồi đấy, cho nên là việc đầu tiên là bạn vất vả thì đừng có gì ăn ậm, chuyện đấy là chuyện đương nhiên. Ơm tôi lại ông khởi nghiệp mà lại còn sướng như kiểu là đi rong chơi thì có khởi bóng mắt. Cho nên đến anh Vượng ấy, anh phải đặt là slogan là mãi mãi tinh thần khởi nghiệp. Ý nói là gì ạ? Mãi mãi phải làm việc nỗ lực 150% công suất, chứ không phải mãi mãi tinh thần khởi nghiệp là chúng ta cứ nhàn nhã. Khởi nghiệp là rất vui, khởi nghiệp là nhàn nhã, phải khởi nghiệp là vất vả. Bạn phải hiểu cái chuyện đó. Rồi khi bạn hiểu chuyện đó thì mỗi lần vất vả thì bạn không bị tà kiến, tức là bạn không bị những cái tư duy tiêu cực nó chui vào đầu bạn, không lại cứ ngồi nằm ở nó khổ thế nhỉ, biết thế bố mình, nếu mà cứ đi làm thuê còn hơn, trời ơi chứ mà nó khổ thế này, biết thế này, biết thế này, biết thế này. Và khi bạn nói là biết thế này thì trong đầu bạn bắt đầu nó lóe lên một cái mong muốn là dừng chân. Và khi đấy bạn sẽ nhận được trái đắng thất bại. Nó tương tự như con người mình thôi nhé. Cái tinh thần nó điều khiển toàn bộ vật chất. Chỉ cần bạn xác định, chỉ cần trong đầu bạn lóe lên một suy nghĩ thôi, mệt rồi, mai nghỉ, bạn tin tôi đi, ngày mai bạn bước bò dậy, bạn cảm thấy cực quải. Và trong đầu bạn chỉ có một duy nhất một suy nghĩ thuyết phục bạn là hôm nay, tự bạn thuyết phục bạn là hôm nay nghỉ. Đấy. Còn nếu mà trong đầu bạn lóe lên một tinh thần là khởi nghiệp là vất vả đấy, nỗ lực lên, ốm uống thuốc bò dậy mà đi làm, thì đảm bảo rằng kể cả cái ngày ốm bạn bước đi, bạn vẫn không hề có một tà niệm trong đầu. Tôi khuyên bạn cái điều đầu tiên trong khởi nghiệp. Rồi việc thứ hai thì tôi nói với bạn rằng là vì kiến thức của bạn còn quá yếu, bạn làm sale là dạng thấp nhất trong kinh doanh. Vì trong kinh doanh bạn phải có bằng này tư duy. Chủ doanh nghiệp phải có tư duy của nhà đầu tư. Họ tập trung vào cái hiệu quả đầu tư, tức là lợi nhuận bao nhiêu, tỷ suất lợi nhuận trên tổng mức đầu tư chiếm bao nhiêu phần trăm, doanh nghiệp này có bền vững không, vòng đời doanh nghiệp này chiếm bao nhiêu lâu, và bao nhiêu năm sau thì sức cạnh tranh nó khốc liệt và nó không còn lợi nhuận bằng đấy nữa, và chiến lược của họ là gì để đối đầu với cạnh tranh hoặc thoát khỏi cạnh tranh. Nếu làm dân tài chính thì bắt buộc phải cân được dòng tiền, cân được tồn kho, cân được chi phí, cân được công nợ, cân được doanh thu. Nếu làm kinh doanh thì hiệu quả bằng doanh thu và chi phí cho hoạt động kinh doanh, và tính hệ thống trong điểm bán, trong chuỗi.
Nếu mà làm về nhân sự thì phải xác định được lợi nhuận trên đầu người nhân sự, chứ không phải tuyển cho đẩy vào xong trả lương cao xong đến khi công ty nó lỗ chổng vó lên đâu. Đấy, cho nên tư duy nó phải rất rõ ràng. Và bạn làm sale là bạn thấp nhất, bạn mới biết bán hàng thôi. Nhưng sai lầm lớn nhất của dân sale và dân kinh doanh là họ nghĩ là họ bán được hàng là ra họ mở được hệ thống công ty. Không phải. Bán được hàng là một thứ, nó với là độ khoảng 10% trong tổng năng lực của một chủ doanh nghiệp. Không đến 10%. Nhưng đôi khi bạn bán được hàng, bạn cho rằng năng lực của bạn như vậy là tất cả. Và bạn nghĩ rằng bạn có 10% là bạn đối đầu với 100% của thằng khác. Và bạn nghĩ rằng thắng, không có cửa ấy đâu. Có thể thằng khác nó bán hàng rất ngu, nó kém bạn, nhưng nó có 90% năng lực còn lại. Bạn bán hàng rất tốt, bạn chỉ có 10% năng lực thôi. Nó chỉ là 10% năng lực. Thì bạn đối đầu với 90% thì nó tát cho bạn phát nó ù tai. Cho nên bạn nhìn thấy có rất nhiều ông chủ tịch, ông tổng đâu có biết bán hàng đâu. Đi bán hàng ăn không nên bát, nói không nên lời. Nhưng mà nhà tổ chức, họ là nhà tổ chức kích điện. Bản chất là họ là nhà buôn người, buôn tiền, buôn cơ hội. Đấy. Chủ tịch của một doanh nghiệp, họ làm 3 việc: buôn tiền, buôn người, buôn cơ hội. Còn bạn có mỗi tí hàng hóa, bạn chỉ là người bán hàng chứ không phải là buôn hàng. Buôn là có nhập xuất nhập tồn chi phí, bạn mới chỉ là người bán hàng. Đấy, tôi nhắc như vậy. Cho nên là vất vả là chuyện đương nhiên. Vậy thì giải pháp dành cho bạn là gì? Một, khởi nghiệp vất vả là chuyện đương nhiên, trong đầu luôn luôn đau đáu chuyện đấy và kéo dài trong vòng 3 năm nữa. Hai, đến đi, trong lúc làm và được gặp những chủ doanh nghiệp họ thành công thì nín đi, lắng nghe và hỏi họ những thứ mình không biết, đừng nguy hiểm nữa. Thì bây giờ mình sẽ bù đắp được phần kiến thức, nếu không thì phải trả giá bằng tiền, bỏ tiền mà đi học. Như vậy ba thứ nha: khởi nghiệp vất vả là tất yếu. Hai, nếu có cơ hội gặp người mà CEO họ giỏi hơn mình, họ thành công hơn mình, họ có kinh nghiệm hơn mình, nín đi, lắng nghe vào hỏi, đừng chém gió. Ba, nếu nín mà thấy nó nhục thì bỏ tiền ra đi học cho đỡ nhục, thì nó sẽ nhanh hơn. Đấy, ba cách, ba bước nhá. Thì phải dần làm những việc đấy thì bạn dần dần bạn sẽ nhàn dần, và tất nhiên chu kỳ chỉ vài năm là bạn trở thành tinh danh trong cuộc đời này. Rồi, cảm ơn bạn, chúc bạn sớm thành công.